Xin chào tất cả mọi người. Xin chào anh em. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm. Cái này là đồ second hand, hay như mình hay gọi là đồ bãi đấy. Ở đây em xin giới thiệu mọi người, đây là một con nốc điều hòa của Hyundai Starex bãi, hay tên gọi của mã lốc nó là HS15. Riêng với dòng bãi này, với cái thân này thì thực sự là nó lắp được cho rất 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 nhiều loại xe, từ dòng Ford, dòng Hyundai, dòng Kia. Vâng. Và đây ạ. Bully quay rất trơn. Đầu quay rất trơn. Đây. Anh em có thể thấy ạ. Đây. Đây là một con lốc cũng là tình cờ thì em xuống thì em cũng chỉ nhặt bâng cua thôi, và chọn vào con lốc này là tất cả các anh em ở đây đã thay rong phớt rồi. Tất cả các hàng trước khi được lắp lên xe và giao đi là bên em sẽ đều, thứ nhất là sẽ thay rong phớt, kiểm tra phần bên trong, bên lòng trong để cho các bác biết, và kiểm tra phần cổ. Đấy, các bác có nhu cầu cần tư vấn, thắc mắc liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333. Hỗ trợ